Chào mừng các bạn đến với kênh Ngôi Sao Bay. Thưa các bạn, trong bản tin hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho các bạn về chân dung ca sĩ Chế Phong, người chồng thứ hai của nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền. Chế Phong là một ca sĩ người Việt Nam, là con trai út của danh ca Chế Linh và là người chồng mới của nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền. Anh sinh năm 1973. Mặc dù là con trai của một danh ca và cũng là một ca sĩ có tên tuổi trong làng âm nhạc, thế nhưng Chế Phong rất ít xuất hiện trên các mặt báo. Vì vậy, thông tin về anh rất ít. Theo danh ca Chế Linh nhận xét, Chế Phong là con út của ông và là một người con hiền lành, sống hòa đồng với anh em trong gia đình. Anh nối nghiệp cha đi theo dòng nhạc trữ tình, đã được những người làm nghề đánh giá là người có giọng hát ngọt ngào và truyền cảm. Anh là người có phong cách âm nhạc và phong cách biểu diễn giống cha nhất. Trong nước, tên tuổi của Chế Phong đã được nhiều người biết đến. Còn tại hải ngoại, tên tuổi của anh đã trở lên quá quen thuộc đối với cộng đồng người Việt tại đây. Anh từng đầu quân cho trung tâm Vân Sơn trước khi anh sang Mỹ hoạt động âm nhạc. Anh cũng từng là ca sĩ độc quyền cho trung tâm băng đĩa nhạc Rạng Đông. Chế Phong còn được khán giả quan tâm khi anh và nữ nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền công khai tìm hiểu nhau. Cho đến ngày 14 tháng 3 năm 2015, lễ cưới của cặp đôi này đã được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng tại Hà Nội. Chế Phong kém người vợ mới cưới của mình 4 tuổi. Cả Chế Phong và Thanh Thanh Hiền đều là những người đã từng đổ vỡ trong hôn nhân. Trước khi bắt đầu mối quan hệ với Thanh Thanh Hiền, Chế Phong đã kết hôn 2 lần và đã có 3 người con. Trong đó, người con đầu của anh năm nay đã 19 tuổi. Vì cả hai từng thất bại trong hôn nhân nên khi đến với nhau, họ rất trân trọng hạnh phúc đang có. Trong đám cưới của hai nghệ sĩ này, các con của họ cùng nhau biểu diễn để chúc mừng cha mẹ của mình. Những đứa trẻ tỏ ra rất hòa hợp với nhau. Trong đám cưới của Chế Phong và Thanh Thanh Hiền, có rất nhiều gương mặt nghệ sĩ tên tuổi đến tham dự như nghệ sĩ Tự Long, nghệ sĩ Quang Thọ, ca sĩ Mỹ Dung, MC Thảo Vân, ca sĩ Tấn Minh. Thanh Thanh Hiền có tên thật là Phạm Thị Thu Huyền, cô sinh năm 1969 tại Hà Nội, trong một gia đình mà bố mẹ đều là nghệ sĩ. Trong đó, mẹ cô là nghệ sĩ cải lương Kim Thoa. Lên 6 tuổi, cô đã lên sân khấu, biểu diễn cải lương và thể hiện được năng khiếu từ lúc còn nhỏ. Vào thập niên 1990, Thanh Thanh Hiền được coi là giọng ca cải lương hạng nhất tại miền Bắc Việt Nam và cũng là người gặt hái huy chương vàng nhiều nhất trong các hội diễn. Tuy nhiên, cô thường là khách mời đặc biệt cho các vở cải lương ở sân khấu miền Nam Việt Nam bởi lối diễn đa dạng, sự chuyển giọng linh hoạt và đặc biệt luôn đảm bảo được những vai nặng ký không phải nghệ sĩ nào cũng làm được. Trước khi đến với Chế Phong, Thanh Thanh Hiền và nghệ sĩ đàn bầu Hoàng Anh Tú chung sống với nhau 10 năm và có hai cô con gái. Khi đang là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng của miền Bắc, Thanh Thanh Hiền đột nhiên chuyển sang hát tân nhạc và đầu quân cho nhà hát ca múa nhạc Thăng Long. Lý do của sự thay đổi là vì chồng chị lúc ấy đang ở nhà hát này. Đổi tình yêu nghề để lấy hạnh phúc trong đời, tôi cũng như bất cứ người phụ nào đều muốn, Thanh Thanh Hiền đã chia sẻ. Hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền với chất giọng ngọt ngào đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả yêu cải lương. Không dừng lại đó, chị còn lấn sang nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống khác như chèo, ca trù và ở sân khấu nào, chị cũng đều tạo được dấu ấn riêng. Một nhan sắc trời cho, một tài năng hiếm có, nghệ sĩ cải lương duy nhất của miền Bắc có thể xóa được những khoảng cách dị biệt giữa cải lương miền Bắc và miền Nam. Khi không hát và không diễn, giọng Thanh Thanh Hiền trầm, gần như khàn đặc. Còn khi chị đã cất giọng lên, trong vắt như giọng em bé và trầm đục như vọng từ cõi khác về, đều là giọng của Thanh Thanh Hiền. Nổi tiếng từ khi còn là sinh viên, ít ai mê sân khấu hồi những năm 1985 và 1990 quên được những vai diễn thân phận đầy cay đắng chìm nổi của cô đào trẻ này trong những vở diễn lấy nước mắt của công chúng như Đôi Dòng Sữa Mẹ, Khi Thành Phố Lên Đèn, Lan và Điệp. Trẻ đẹp, hát hay, diễn xuất sắc, Thanh Thanh Hiền từng là cái tên đảm bảo bán vé, đồng thời là danh hiệu đảm bảo huy chương vàng trong các kỳ hội diễn sân khấu toàn quốc lúc bấy giờ. Vâng thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video gần nhất.